Những màn giả gái cười té ghế của các idol nam K-pop, Lee Tech chắc chắn bị ép khi làm cameo. Quý bà Smell Daesun mãi đỉnh. Ô là trời ơi, con gái nhà ai mà xinh vậy nè. So beautiful hơn đi. Cho xin Instagram nhà xíu nhắn tin luôn. Lee Tech Su Chu. Trưởng nhóm Su Chu từng có màn giả gái khiến dân tình ngã ngửa vì quá lầy lội. Người hâm mộ đã được fan hoảng hồn khi nàng thơ trong MV Don't Wait mới trả lời của Super Junior lộ mặt ở cuối video, hóa ra bóng lưng đầm thắm yêu kiều khiến cả nhóm rơi vào lưới tình, chính là trưởng nhóm Lee Tech. Các fan đùa rằng có lẽ nam idol đã thua trò oẳn tù ti nên mới phải nhập vai thiếu nữ này. G-Karen, Big Bang. Là leader của nhóm nhạc Big Bang, G-Dragon luôn nổi tiếng với những hình tượng ngầu, chất chơi. Tuy nhiên, trong quá khứ, thủ lĩnh của nhóm nhạc này từng có màn giả gái khiến các VIP giật mình vì quá quý phái. Theo đó, G-Dragon hóa thân thành Yu-Ra-Im, vai nữ chính trong bộ phim đình đám Secret Garden. Vốn sở hữu vóc dáng khá nhỏ nhắn nên nam idol diện chiếc váy ôm sát cơ thể trông rất hợp. Những lần giả gái khác của trưởng nhóm Big Bang cũng gây chấn động fan K-pop. Daesun, Big Bang. Không kém cạnh leader, Daesun cũng có màn giả gái để đời. Đến giờ đây, thỉnh thoảng người hâm mộ của anh vẫn mang những bức ảnh này ra trêu idol. Daesun đã hóa thân thành quý bà Smell vì diễn xuất quá nhập tâm. Nam thần tượng khiến fan được fan cười bò với phong thái đanh đá không kém phần sang chảnh. Hee-chun Su-chu. Hee-chun là một trong những nam idol được mệnh danh là thánh hắc tuổi của K-pop. Gương mặt xinh xắn cùng làn da trắng trẻo giúp Hee-chun hóa thân hoàn hảo khi khoác lên trang phục nữ. Không những thế, anh chàng còn có thể cân mọi loại trang phục, từ sườn xám, váy cho đến những phụ kiện như nơ cài hay tóc bím. Sự xinh đẹp của nam thần tượng khiến hội chị em phải thể hiện nét ghen tị. Suho, Minho, Chanmin, Kyun-yun. Mỗi khi nhắc đến huyền thoại giả gái, các fan không thể không nhớ đến sân khấu Something của dàn idol nam Jimin, DBSK, Kiyuhun, Suju, Minho, Shinee và Suho, EXO. Dàn nam thần nhà SM khiến người hâm mộ dở khóc dở cười khi cover ca khúc Girls Day. Nếu Minho quyến rũ với tóc đỏ thì Suho thu hút khán giả với đôi chân trắng như tuyết. Kiyuhun được cộng đồng mạng đánh giá là trông rất tây với mái tóc vàng ống. Jimin nhập vai xuất sắc với cử chỉ điệu đà. Những mỹ nam xinh hơn hoa trong bộ váy đỏ xẻ tà, uyển chuyển với động tác sexy đã làm nên lịch sử khó quên trong K-pop. Suga, BTS. Là main rapper của nhóm, Suga được người hâm mộ nhớ đến với khả năng rap nhanh nhất K-pop, vốn sở hữu hình tượng rất ngầu như thế. Nhưng nam rapper nhà Big Hit vẫn có màn giả gái khiến các fan thích thú vì quá xinh đẹp. Làn da trắng không tì vết khiến nhiều người ngưỡng mộ. Suga đã hóa thân thành nữ sinh cấp 3 dịu dàng với mái tóc đen ngắn ngang vai. Baekhyun, EXO. Baekhyun cũng có màn hóa trang thành nữ sinh vô cùng xinh đẹp trong một bộ đồng phục. Anh mang bộ tóc giả dài và được make up nhẹ nhàng. Nguyên nhân bức ảnh này ra đời vì nam idol đã hứa với fan rằng sẽ chụp bức ảnh giả gái nếu như bản single Hi Mama giành chiến thắng trong chương trình âm nhạc. Dù đã được chính chủ gỡ bỏ sau 5 phút, nhưng fan vẫn nhanh tay hơn và kịp thời lưu lại tấm hình để đời này. Minhyuk, BTOB. Minhyuk của BTOB vốn sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, bờ môi gợi cảm nên việc giả gái với nam thần tượng chẳng hề khó khăn chút nào. Chỉ cần thay một bộ tóc giả, đổi kiểu make up là Minhyuk lập tức biến thành một cô tiểu thư xinh đẹp và quyến rũ. Wavy đã có dịp khiến fan cười bò với màn hóa thân công chúa Disney, nam thần tượng giả gái trong video Dance Practice Bad Alive với visual lung linh đặc trưng của SM. Wavy lần lượt nhập vai công chúa một cách hoàn hảo và xinh đẹp. Nhiều cộng đồng mạng đã lọt hố Wavy sau khi ngắm nhan sắc của họ phiên bản nữ. Với những màn giả gái của idol nam, người xinh xắn đến bất ngờ, người giúp khán giả có được trận cười ngã nghiêng. Vì thế, nhiều fan hy vọng sẽ được ngắm thêm nhiều màn hóa thân thành nữ của các sao nam K-pop. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.